Xin chào tất cả các học sinh thân mến. Cô Linh rất vui lại tiếp tục được đồng hành cùng chúng ta trong khóa học Địa lý lớp 12 cùng cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và bài học ngày hôm nay mà cô đem đến cho chúng ta sẽ nằm trong một uh, trong năm phần nội dung lớn nhất của Địa lý chương trình Địa lý lớp 12, đó chính là phần 1 Địa lý tự nhiên. Và đây chính là bài mở đầu của khóa học của chúng ta. Và cô nghĩ uh, đối với bài học này bài 1 vị trí địa lý phạm vi lãnh thổ thì cô nghĩ là bất cứ một à, em học sinh nào một công dân nào đang sinh sống ở trên việt nam ở đất nước việt nam của chúng ta thì các con đều nên cần biết về vị trí địa lý cũng như là phạm vi lãnh thổ À, vậy thì nội dung bài 1, mục tiêu của bài học sẽ đem đến cho chúng ta những cái à, mục tiêu về kiến thức, về kỹ năng, về phẩm chất như thế nào Đầu tiên là sẽ giúp các em xác định được đặc điểm về vị trí về phạm vi lãnh thổ của Việt Nam trên bản đồ và bên cạnh đó thì mình sẽ phân tích được những cái ảnh hưởng của vị trí địa lý cũng như là phạm vi lãnh thổ tới điều kiện về kinh tế, tự nhiên cũng như là an ninh quốc phòng. Và chính vì vậy để đạt được hai cái mục tiêu lớn đó thì chúng ta sẽ có hai cái phần nội dung cần phân tích như sau, đó chính là vị trí địa lý phạm vi lãnh thổ trong phần 1 la mã và ảnh hưởng của vị trí địa lý phạm vi lãnh thổ đến kinh tế xã hội tự nhiên hay là an ninh quốc phòng ở trong phần hai La Mã nhé. Rồi cô sẽ cùng các em đến ngay với nội dung phần 1 này và ở đây thì cô đặt trên một cái bối cảnh nó rộng lớn hơn lãnh thổ của chúng ta đó chính là Việt Nam ở trong khu vực Đông Nam Á. Vậy thì nhìn vào cái bạn lược đồ khu vực Đông Nam Á này thì em hãy cho cô biết là cái vị trí của Việt Nam nó nằm ở đâu trong khu vực Đông Nam Á? Chúng ta hoàn toàn có thể xác định được qua cái lược đồ cô cung cấp đúng không nào rồi ở đây thì chúng ta thấy Việt Nam là một trong ba quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương và với vị trí lấy chủ thể là Đông Nam Á để mình xác định thì các em sẽ nhận ra ngay là Việt Nam chúng ta có cái vị trí là gần với khu vực gì ạ gần với trung tâm của gì Đông Nam Á và thêm nữa là Việt Nam của chúng ta thì với cái vĩ độ uh, nằm ở trong khu vực vĩ độ khá là thấp và nằm hoàn toàn trong cái khu vực nội trí tuyến của bắc bán cầu lát nữa thì uh, có cái bản đồ có hệ thống kinh độ vĩ độ thì cô sẽ chỉ cho chúng ta cụ thể cái hệ tọa độ của việt nam uh, trước tiên từ cái bản đồ này từ cái lược đồ này mình rút được hai cái ý tổng tổ quát đã đó là việt nam nằm trên bán đảo đông dương gần với trung tâm đông á và giáp với trung quốc lào và campuchia uh, thông qua một cái đường biên giới rất là dài lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích cụ thể và trên đất liền còn trong vùng biển thì chúng ta chung với 8 quốc gia khác nhau. Tiếp giáp với biển Đông, liền kề với vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương cũng như là mình ở có cái vị trí nằm trên đường di cư của nhiều cái luồng sinh vật khác nhau. Và ý thứ ba trong phần vị trí địa lý đó chính là Việt Nam chúng ta có cái vị trí nằm trên ngã tư hàng hải, hàng không quốc tế và nằm trong một trong những cái khu vực mà được coi là có cái nền kinh tế phát triển năng động và tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới đó chính là khu vực Đông Nam Á. À, và như cô vừa nói, có chia sẻ cho các con đúng không? Thì chúng mình sẽ cùng xem là Việt Nam của chúng ta nằm trong cái hệ tọa độ như thế nào. Và từ cái Hệ tọa độ đó thì mình có thể suy được ra những cái đặc điểm về tự nhiên, về kinh tế xã hội, về an ninh quốc phòng của Việt Nam. Mình sẽ xem nhé, thông qua cái bản đồ cô châu trên màn hình này. Điểm cực Bắc của chúng ta có cái tọa độ đó chính là 23 độ 23 phút Bắc và 105 độ 20 phút Đông. Và đặc biệt mình chú ý cho cô cái tọa độ theo vĩ độ nhé. Bởi vì mình đang xác định cực Bắc, cực Nam mà thì chúng ta sẽ chú ý tới cái độ Bắc nhiều hơn. À và cụ thể cực bắc của chúng ta nằm ở 23 độ 23 phút bắc và thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Và dòng xuống dưới thì đây chính là gì ạ? Điểm xa nhất về phía nam của chúng ta và đó chính là cực nam nằm ở đất mũi Ngọc Hiển Cà Mau với hệ tọa độ là 8 độ 34 phút bắc 104 độ 40 phút đông. Vậy là cô cùng các em đã xác định được gì ạ? Độ bắc và độ nam rồi. Thì suy ra là Việt Nam của mình chạy dài từ cái khu vực 80 độ 34 phút bắc lên 23 độ 23 phút bắc, tức là Việt Nam mình gì ạ? nằm hoàn toàn ở khu vực bán cầu bắc bởi vì mình không thấy độ nam ở đây, đúng không nào? Nằm hoàn toàn trong khu vực bán cầu bắc và cụ thể hơn nữa thì nằm hoàn toàn trong khu vực gì? nội chí tuyến của bán cầu bắc. À, nội chí tuyến tức là tất cả những cái khu vực mà nó nằm giữa hai đường chí tuyến bắc và nam. Và đường chí tuyến thì nó sẽ có vĩ độ là bao nhiêu ạ? 23 độ 27 phút bắc đúng không? Thì với cái độ cao nhất của mình là 23 độ 27 23 phút nam à, uh, phút bắc. Và thấp nhất là 8 độ 34 phút bắc thì mình nằm quá đủ điều kiện để mình nằm hoàn toàn trong cái khu vực nội trì tuyến rồi. Còn về kinh độ thì sao? Cực tây của chúng ta thuộc tỉnh Điện Biên ạ à, và cụ thể đó chính là Xín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên. Với cái hệ tọa độ đó chính là 22 độ 22 phút bắc và 102 độ 9 phút đông xa nhất về phía đông của chúng ta ở trên đất liền. Đó chính là điểm cực đông thuộc tỉnh Khánh Hòa và cực đông. Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa là 109 độ 28, 28 phút đông. Và chúng ta đã có hoàn thiện toàn bộ cái cực Bắc, cực Nam, cực Đông và cực Tây ở trên đất liền, lãnh thổ Việt Nam. Còn trên biển thì sao? Mình sẽ xác định bằng hệ thống các đảo đúng không ạ? Thì cái hệ tọa độ của mình đối với vĩ độ là khoảng 6 độ 50 phút Bắc. Còn đối với kinh độ thì nó sẽ chạy dài tới khoảng 117 độ 20 phút đông và đây là toàn bộ những cái thông tin khái quát về hệ tọa độ tại Việt Nam này trên đất liền và trên gì ạ? trên vùng biển cô nhắc lại một lần nữa nhé trên đất liền điểm cực bắc của chúng ta nằm ở cái vĩ độ 23 độ 23 phút bắc thuộc tỉnh Hà Giang điểm cực nam của chúng ta nằm ở vĩ độ 8 độ 34 phút bắc thuộc tỉnh cà mau cực tây kinh độ 102 độ 09 phút đông nằm ở xín thầu mường nhé điện biên và cực đông Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa là 109 độ 28, 28, phút đông. Và trên vùng biển của chúng ta thì kéo xuống, kéo dài xuống vĩ độ khoảng 6 độ 50 phút bắc và từ khoảng kinh độ 101 độ đông đến 117 độ 20 phút đông. Và với cái tọa độ như thế này thì chúng ta có thể thấy là gì ạ? Lãnh thổ Việt Nam thì trải dài trên nhiều vĩ độ khác nhau. Nhưng mà đối với kinh độ thì lãnh thổ của nước ta lại khá hẹp ngang lãnh thổ trải dài và hẹp ngang như vậy và đã thế thì giáp một với một cái vùng biển đông rất là rộng lớn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng mang đến những cái ảnh hưởng nhất định tới điều kiện tự nhiên của nước ta còn đối với đặc điểm về phạm vi lãnh thổ lãnh thổ việt nam là một khối thống nhất và toàn vẹn bao gồm ba bộ phận lần lượt đó chính là vùng đất vùng biển và vùng trời và ngay sau đây thì cô Linh sẽ đem đến cho chúng ta những cái nội dung cụ thể về đặc điểm của vùng đất, vùng biển và vùng trời tại Việt Nam. Đối với vùng đất thì cô sẽ sử dụng cái lược đồ này, đúng không ạ? Vùng đất của chúng ta gồm toàn bộ phần đất liền và các đảo với tổng diện tích lên tới hơn khoảng 331.000 km vuông. Và ở trên đất liền thì chúng ta có đường biên giới dài lên tới 4.600 km và giáp với ba quốc gia khác nhau đó chính là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Và cụ thể thì Trung Quốc chúng ta có đường biên giới chung với quốc gia này khoảng 1.400 km Đối với Lào thì chúng ta có đường biên giới chung với nước này là dài nhất trong ba quốc gia chung biên giới với chúng ta là 2.100 km và Campuchia thì cái đường biên giới là với chúng ta là ngắn nhất chỉ khoảng 1.100 km thôi. Còn trên bờ đối với vùng biển thì chúng ta có đường bờ biển rất là dài. Đó, cụ thể chúng ta có đường bờ biển dài tới 3.260 km và các em nhìn trên lược đầu này chúng ta có biết đường điểm đầu và điểm cuối của đường bờ biển nó tan nó kéo dài từ đâu đến đâu không ạ? chúng ta hãy pause lại màn hình và mình thử tìm xem cho cô là cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đường bờ biển nước ta thì nó từ đâu nhá rồi từ đây đúng không ạ thuộc tỉnh gì Quảng Ninh đúng không cụ thể đó chính là móng cái Quảng Ninh này và đường bờ biển của chúng ta sẽ chạy dài lên tới 3.260 km và kết thúc tại đây nhé cụ thể đó chính là gì Hà Tiên của kiên giang và ngoài cái phần lãnh thổ đất liền thì chúng ta có tới hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau và phần lớn là đảo ven bờ. Bên cạnh đó thì chúng ta có hai quần đảo lớn đó là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Hoàng Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Còn đối với vùng biển, vùng biển đông của nước ta thì chung với 8 quốc gia khác nhau và đối với chủ quyền của Việt Nam thì chúng ta có vùng biển uh, rộng lên tới hơn 1 triệu km vuông. Và theo luật biển quốc tế đã được, luật biển tại Việt Nam đã được quốc hội thông qua vào năm 2012 thì điều một ở trong luật biển đó là công nhận hoàn toàn đối với việc là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam chứ không phải bất cứ một cái quốc gia nào khác cả và vùng biển của chúng ta thì sẽ được xác định dựa trên những cái đường biên giới trên biển và năm bộ phận hợp thành cái vùng biển mà lát nữa cô cùng các em sẽ cùng nhau phân tích trước hết mình cứ nắm được cái ý này đã vùng biển của nước ta có diện tích rộng khoảng 1 triệu km vuông và tiếp giáp với vùng biển của 8 quốc gia khác nhau ở trên vùng biển đông và cụ thể thì vùng biển nước ta sẽ bao gồm năm bộ phận đó chính là nội thủy vùng nội thủy này vùng lãnh hải vùng tiếp giáp lãnh hải Vùng đặc quyền kinh tế và vùng gì? Thêm lục địa nhé à. Và cô sẽ sử dụng một cái sơ đồ khác Để chúng ta có thể nhìn rõ hơn năm bộ phận của vùng biển nước ta à, Theo công ước của luật biển quốc tế năm 1982 Thì đầu tiên chúng ta có cái vùng nước được coi là vùng gì ạ? Vùng nội thủy Thì như tên gọi của nó Vùng nội thủy tức là vùng nước Nó nằm ở phía bên trong của đường cơ sở sẽ tiếp giáp trực tiếp với cả đất liền và chính vì thế cho nên là vùng nội thủy có thể coi là một bộ phận thuộc cái vùng gì ạ? đất liền ngay vùng nội thủy thì chúng ta có vùng lãnh hải vùng này sẽ gì ạ rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở và một hải lý thì nó sẽ rộng vào khoảng 1,8 km thì mình nhân lên thì mình sẽ biết được là 12 hải lý nó sẽ rộng bao nhiêu km cả lớp nhé ngay cạnh cái vùng lãnh hải thì chúng ta có vùng tiếp giáp lãnh, tiếp giáp lãnh hải vùng này sẽ cũng rộng khoảng 12 hải lý tính từ gì ạ tính từ cái vùng lãnh hải biên giới bên ngoài của lãnh hải nó chính là biên đường biên giới quốc gia ở trên biển phải chưa ạ tiếp theo là vùng đặc quyền kinh tế vùng này sẽ hợp với những cái vùng trước đó thành một vùng rộng lớn à, lên tới khoảng 200 hải lý và ngay ở bên dưới tất cả những cái phần này là vùng biển đúng không ạ thì ở bên dưới chúng ta có một cái vùng đó chính là vùng gì vùng thêm lục địa chính là vùng đáy biển và vùng lòng đất dưới đáy biển và Việt Nam của chúng ta có toàn quyền đối với cái việc mà khai thác đối với cái vùng thềm lục địa này. Vậy thì cái vùng biển của chúng ta được hợp bởi năm bộ phận khác nhau và mỗi bộ phận sẽ có những cái đặc điểm riêng biệt và có những cái vai trò khác nhau. Thì các em À, về nhà một trong những cái nhiệm vụ ở trong cái phần vận dụng và luyện tập ấy, thì mình có thể uh, vận dụng những cái thông tin mà mình biết cũng như là thông tin trên uh, sách giáo khoa cũng như là trên mạng để chúng ta tìm hiểu thêm về những cái bộ phận hợp thành năm uh, hợp thành vùng biển của nước ta và cô cũng có vừa trình bày qua cho chúng ta những cái đặc điểm nó nổi bật rồi để trên nào và sau cái phần nội dung về vùng biển thì chúng ta có nội dung đó là vùng trời và ở bên cạnh thì cô có một cái lược đồ để cho chúng ta thấy là cái vùng trời ở nước ta nó sẽ rất rộng lớn rộng lớn vì nó được xác định bởi gì ạ nó là các khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ nước ta ở trên đất liền thì nó sẽ được xác định bởi toàn bộ những cái đường bên dưới còn ở trên biển thì sẽ là cái ranh giới bên ngoài của lãnh hải tức là cái đường biên giới quốc gia ở trên biển và không gian của các đảo và chính thế vì thế cho nên là cái vùng trời của nước ta nó rất, rất là rộng lớn đúng không ạ rồi vậy là cô vừa đem đến cho chúng ta ở toàn bộ những cái thông tin về ba vùng đất vùng biển và vùng trời hợp thành một khối lãnh thổ toàn vẹn và thống nhất của Việt Nam. Và nội dung này cũng kết thúc cái phần 1 đó chính là đặc điểm về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ rồi. Vậy thì với những cái đặc điểm về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ như vậy thì sẽ có những tác động và ảnh hưởng như thế nào tới điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội cũng như là an ninh quốc phòng tại Việt Nam. Thì cô cùng các em sẽ chuyển sang phần 2 đó là ảnh hưởng của vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ tới kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đầu tiên, phần 1 thì cô có cái nội dung đó chính là ảnh hưởng về tự nhiên. Thì mình xem là ở trong cái nội dung trước đó, cô đã nói khá là nhiều về đặc điểm vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ của Việt Nam và từ đó thì mình có thể suy ra xem là ảnh hưởng của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ thế nào tới điều kiện tự nhiên. À, trước hết thì Việt Nam của chúng ta với cái hệ tọa độ như vậy thì mình nằm hoàn toàn trong cái khu vực nội chí tuyến của Bắc bán cầu. Và mình nằm cũng nằm hoàn toàn ở trong múi giờ số mấy ạ? số 7 luôn Và bởi vì mình nằm hoàn toàn trong cái khu vực nội trí tuyến như vậy Cho nên là nó sẽ quy định cái tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam Tức là gì ạ? Mình sẽ có cái số giờ nắng cao này Mình sẽ nhận được cái lượng nhiệt nhiều này Sẽ nóng đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó do mình nằm ở trong cái khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á cho nên là không chỉ có mỗi cái tính nhiệt đới thì nó còn tạo nên cái tính gió mùa của Việt Nam. Tức là khí hậu sẽ có cái sự phân hóa rõ rệt theo mùa. Ở miền Bắc của mình sẽ là ở phân ra hai cái mùa nóng và mùa lạnh, trong khi miền Nam sẽ là phân ra hai mùa mưa và mùa khô. Và bên cạnh đó thì thiên nhiên của Việt Nam còn nằm trong cái khu vực có gió mùa này. Sau đó thì chúng ta thấy là cái vùng biển đông ngay bên cạnh của chúng ta lên tới 1 triệu km vuông kết hợp với hình thể lãnh thổ của mình trải dài theo chiều bắc nam và hẹp ngang theo chiều đông tây thì nó sẽ giúp cho tạo điều kiện cho các khối khí tức là các loại gió đấy ạ đi qua biển đông có thể mang theo cái hơi ẩm xâm nhập sâu vào trong đất liền và từ đó nó tị tạo thành cái tính địa tính ẩm và kết tất cả những cái đặc điểm về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ thì nó tạo thành cái đặc trưng của thiên nhiên Việt Nam nước ta đó chính là thiên nhiên của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa tức là thiên nhiên của nước ta vừa nóng này vừa mưa nhiều lại còn có cái sự phân hóa theo mùa và cái tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa này nó sẽ thể hiện trên tất cả những cái khía cạnh về thiên nhiên của việt nam đó là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đó là đất đai đặc trưng của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa địa hình hay là sông ngòi sinh vật cũng sẽ thể hiện rất là rõ nét cái tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thì uh, cụ thể về đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa thì mình sẽ được tìm hiểu ở qua những cái bài sau nhưng mà cô muốn nói là trong bài hôm nay thì mình thấy là một trong những cái nguyên nhân rất quan trọng đó chính là vị trí địa lý kết hợp với phạm vi lãnh thổ hình thể lãnh thổ của Việt Nam đã tạo nên cái tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là nguyên nhân tạo nên tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa cho khí hậu cũng như là những cái thành phần thiên nhiên khác tại Việt Nam. Ok và chúng ta có cái đặc điểm tiếp theo này à, Việt Nam nằm ở trong cái khu vực mà gì ạ nằm liền kề cái vành đai sinh khoáng cũng như là nằm trên cái khu vực có cái sự di cư của nhiều loài sinh vật khác nhau và chính vì thế cho nên là gì ở Việt Nam chúng ta có nhiều cái tài nguyên khoáng sản đa dạng này cũng như là hệ sinh thái vô cùng phong phú đồng thời do chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển kết hợp với những cái khối khí mang hơi ẩm sâu ở trong đất liền cho nên là hệ sinh thái của mình là rừng nhiệt đới ẩm rừng thường xanh quanh năm cây cối xanh tốt và phát triển uh, quanh năm ạ nằm trong khu vực có nhiều tài nguyên khoáng sản cũng như là thành phần loài sinh vật thì vô cùng phong phú cũng có dẫn chứng ở đây mình có những cái thành phần loài sinh vật đặc trưng của khu vực nhiệt đới nhưng mà bên cạnh đó do ảnh hưởng của vị trí ảnh hưởng của gió mùa thì chúng ta có cả những cái thành phần loài cận nhiệt thành phần loài cận xích đạo hay thậm chí là thành phần loài khu vực ôn đới nữa vị trí địa lý kết hợp với đặc điểm lãnh thổ khiến thiên nhiên nước ta có cái sự phân hóa vô cùng đa dạng theo không gian, đó là phân hóa theo cả chiều bắc nam, phân hóa theo cả chiều đông tây và bên cạnh đó do cái yếu tố về địa hình thì uh, thiên nhiên của nước ta còn có cái sự phân hóa đa dạng theo độ cao nữa, uh, hình thành nên các miền địa lý tự nhiên thì tất cả những cái nội dung cụ thể của phần này mình cũng sẽ tìm hiểu xong những cái bài uh, sau nữa và bên cạnh đó thì uh, một cái ảnh hưởng của tự nhiên mà nó khá là tiêu cực. Đó là Việt Nam nằm trong cái khu vực mà thường xuyên chịu ảnh hưởng của những cái thiên tai như là bão, lũ lụt, hạn hán, đúng không nào? Rồi, và cô có tổng cộng là 4 đến 5 cái đặc điểm chính về ảnh hưởng của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ tối tự nhiên, điều kiện tự nhiên tại Việt Nam. Vậy thì những cái ảnh hưởng của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ tới kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng thì sao? Cô sẽ nhắc đến trong phần này. Ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. lúc vậy chúng ta có nhắc tới ở trong cái phần 1 đó là Việt Nam có vị trí nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế và nằm trong một cái khu vực mà có cái nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ phát triển nhanh nhất ở trên thế giới, nhanh bậc nhất ở trên thế giới. Và chính vì thế cho nên là nó tạo tiền đề để, để cho Việt Nam của chúng ta có thể thuận lợi trong cái việc giao lưu với các nước ở trên khu vực và trên thế giới. Và bên cạnh đó thì Việt Nam của mình còn có cái vị trí vô cùng thuận lợi khi mà là cửa ngõ mở lối ra biển cho những cái quốc gia như là Lào, Đông Bắc của Thái Lan, Campuchia cũng như là khu vực Tây Nam của Trung Quốc. Vị trí địa lý thuận à, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ cũng như là tạo điều kiện để chúng ta có thể thực hiện những cái chính sách mở cửa, hội nhập với các nước ở trên thế giới. Và từ đó thì góp phần giúp cho Việt Nam của chúng ta có thể thu hút cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài à, Và cái điều này nó đã thực thi rồi đúng không? Khi Việt Nam của chúng ta cũng nằm trong top những cái quốc gia mà uh, thu hút cái nguồn vốn đầu tư FDI, uh, FDI này hay là vốn ODA nhiều trên thế giới Và đặc biệt là những cái tỉnh thành ở cái khu vực Đông Nam Bộ ấy ạ à, Thì thu hút, thu hút cái nguồn vốn đầu tư FDI rất là nhiều okay. Vị trí địa lý của chúng ta thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam có thể chung sống và hợp tác một cách hòa bình, hữu nghị cùng cũng như là cùng phát triển với các nước ở trong khu vực. Bởi vì các em thấy là <laughs> Việt Nam mình nằm trong cái khu vực Đông Nam Á thì các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cùng Việt Nam thì có những cái nét tương đồng nhất định về văn hóa, về lịch sử phát triển, thậm chí là về kinh tế. Cho nên là nó là cái tiền đề tạo điều kiện để cho và quốc gia của chúng ta có thể chung sống, có thể hợp tác một cách hòa bình, hữu nghị cũng như là cùng phát triển bởi vì những cái mục tiêu chung đối với những cái quốc gia khác ở nằm trong một khu vực. Thì đây là cái ý nghĩa về mặt gì ạ? Về mặt văn hóa xã hội. Và bên cạnh đó thì còn một số những cái ý nghĩa khác thì cô sẽ khái quát ở trong cái phần 2 này này. Rồi ý đầu tiên, vị trí địa lý tạo thuận lợi cho nước ta có thể giao lưu trao đổi với các quốc gia ở trong khu vực cũng như là ở trên thế giới. Từ đó thúc đẩy quá trình mở cửa, phát triển kinh tế thị trường cũng như là thu hút cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Các nước ở trong khu vực Đông Nam Á thì có nhiều cái nét tương đồng với nước ta về lịch sử, về văn hóa phát triển cũng như là về cái trình độ phát triển kinh tế nữa. Cho nên nó tạo điều kiện tạo tiền đề vô cùng thuận lợi cho nước ta có thể chung sống, hợp tác một cách hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển với các nước ở trong khu vực và cuối cùng nước ta nằm trong khu vực có kinh tế năng động cũng như là nhạy cảm với những cái biến động về chính trị ở trên thế giới À, và đặc biệt thì nhấn mạnh biển Đông chính là một trong những cái hướng chiến lược quan trọng trong công cuộc phát triển về kinh tế cũng như là bảo vệ đất nước thì chúng ta thấy là vùng biển Đông của nước ta thì cũng đang diễn ra rất là nhiều những cái đã và đang diễn ra rất là nhiều những cái tranh chấp đúng không nào? Và lại nằm ở trong cái khu vực mà uh, kinh tế rất là năng động này, thu hút nhiều cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ những cái quốc gia phát triển ở trên thế giới cũng như là nằm trong cái khu vực mà nó có cái sự nhạy cả, nhạy bén nhất định đối với những cái biến động về chính trị cho nên là uh, cô nghĩ cái vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ thì đem lại rất là nhiều những cái ý nghĩa, những cái ảnh hưởng về kinh tế xã hội nhưng mà bên cạnh đó cũng là những cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng nữa. Rồi, và cái nội dung về lý thuyết của chúng ta đến phần 2 thì uh, đã kết thúc rồi. Và để củng cố lại cái nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển qua phần luyện tập và cô có khoảng 6 đến 7 câu hỏi trắc nghiệm ngắn để chúng ta có thể củng cố lại nội dung bài học nhé. Câu 1 Việt Nam nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, liền kề với vành đai sinh khoáng. Chúng ta nhớ từ khóa là vành đai sinh khoáng nhé. Cho nên là chúng ta có A. Tài nguyên khoáng sản phong phú B. Tài nguyên sinh vật phong phú C. Động vật ở uh, động đất núi lửa hoạt động yếu hay là D. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Rồi câu này ngay lập tức là chúng ta sẽ chọn được cho cô cái đáp án chính xác đó là gì ạ? tài nguyên khoáng sản phong phú. Các em nhớ nhá, cái từ khóa vành đai sinh uh, sinh khoáng này, với tài nguyên khoáng sản phong phú thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ liên có cái sự liên kết với nhau. Liên kề với vành đai sinh khoáng cho nên là gì ạ? Có tài nguyên khoáng sản phong phú các lớp nhớ nhá. Câu 2. Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển đó là A. nội thủy, B. lãnh hải, C. vùng tiếp giáp lãnh hải hay là D. vùng đặc quyền kinh tế? câu này thì cô nghĩ là để trả lời được thì chắc là mình sẽ phải tìm hiểu ở trên uh, mạng trên internet một xíu vì là nếu mà mình chỉ đọc ở trong sách giáo khoa thôi thì cái phần này cô nghĩ là không nhiều bạn có thể trả lời đúng không cho nên nếu mà bạn nào uh, gặp khó khăn trong câu này thì mình có thể tra một xíu ở trên mạng về năm uh, cái bộ phận hợp thành vùng biển của nước ta và vai trò của những cái vùng uh, vùng biển này nhé thì mình sẽ có được ngay cái đáp án chính xác thôi và đáp án cô đưa ra đó chính là đáp án gì ạ? vùng lãnh hải Câu 3. Đường bờ biển của nước ta dài 3.260 km và chạy từ đâu? Tức là từ cái điểm đầu và điểm cuối của đường bờ biển nước ta là từ đâu? Thì lúc nãy cô đã chỉ rất là kỹ ở trên bản đồ cho mình xem rồi. Đáp án A. Từ Quảng Ninh đến Cà Mau. B. Từ tỉnh Lạng Sơn đến Cà Mau. C. Từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang. Hay là D. Từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Kiên Giang ạ. Câu này mình sẽ chọn ngay đáp án C. Cụ thể đó chính là từ móng cái của Quảng Ninh đến Hà Tiên của Kiên Giang. Câu 4, vị trí địa lý của nước ta không tạo thuận lợi cho việc A, phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, B, mở rộng hợp tác với các nước ở trên thế giới, C, phát triển các ngành kinh tế biển hay là D, phát triển một nền nông nghiệp ôn đới. câu này cũng sẽ rất là dễ để đưa ra đáp án đúng ạ. Chính xác sẽ là đáp án D. Uh, thuận lợi cho việc phát triển nền nông nghiệp ôn đới vì mình không nằm trong cái khu vực có vĩ độ cao đến mức mà mình có thể phát triển cái nền nông nghiệp ôn đới mà nó sẽ gì ạ giải rác ở một số những cái khu vực mà uh, nó có địa hình cao ở Việt Nam kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa đông bắc thì có thể là có cái nền khí hậu nó uh, với nhiệt độ thấp thì có thể là phát triển được một số những cái cây trồng nhất định uh, mà nó ưa lạnh thôi chứ mình không thể nào mà xây dựng cả một cái nền nông nghiệp ôn đới được đúng không ạ đặc trưng của mình là nền nông nghiệp nhiệt đới chính xác hơn nên cộng d này sẽ là gì à, cái yếu tố mà không được tạo thuận lợi đối với vị trí địa lý câu 5 huyện đảo trường sa trực thuộc a thành phố đà nẵng b tỉnh quảng nam c tỉnh khánh hòa hay là d tỉnh quảng ngãi cái này thì cô nghĩ nó là kiến thức tối thiểu mà bất cứ bạn nào cũng nên biết đúng không nào và chưa kể là trong bài học hôm nay thì cô cũng có đề cập tới rồi quần đảo hoàng sa huyện đảo Tr ở Trường Sa của chúng ta thì trực thuộc gì? Tỉnh Khánh Hòa. Trong khi quần đảo Hoàng Sa thì trực thuộc thành phố Đà Nẵng nhé. Câu 6. Điểm cực nam của phần đất liền nước ta nằm ở vĩ độ 8 độ 34 phút Bắc tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh A. Kiên Giang, B. Cà Mau, C. An Giang hay là D. Tỉnh Bạc Liêu. Rồi, cụ thể là Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau đúng chưa nào? Nằm ở vĩ độ 8 độ 34 phút Bắc nhé. Câu 6. Ý nghĩa về văn hóa xã hội của vị trí địa lý Việt Nam là điều kiện. A. thuận lợi cho cái việc mà chúng ta giao lưu với các nước ở xung quanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không. B. Để nước ta thực hiện chính sách mở cửa hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. C tạo điều kiện cho nước ta có thể chung sống hòa bình hợp tác hữu nghị cũng như là cùng phát triển với các nước ở trong khu vực đông nam á hay là d mở lối ra biển thuận lợi cho lào đông bắc campuchia cũng như là tây nam của trung quốc thì các em nhớ bốn cái này đều là những cái ý nghĩa về vị trí địa lý đối với phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng nhưng mà cụ thể ở trong câu 6 này thì hỏi chúng ta về gì ý nghĩa về văn hóa xã hội nhé thì mình sẽ xem là trong bốn đáp án này ý nghĩa nào nó sẽ mang cái thể hiện cái tính chất về văn hóa xã hội nhất ạ Chính là đáp án gì? C. Tạo điều kiện cho Việt Nam của chúng ta có thể hợp tác, chung sống một cách hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển với các nước ở trong khu vực. Câu hỏi cuối cùng. Các nước xếp theo thứ tự giảm dần về độ dài đường biên giới trên đất liền với nước ta là Chúng ta giáp với ba quốc gia là Trung Quốc, Lào và Campuchia Và câu hỏi này thì yêu cầu các em hãy sắp xếp thứ tự Cái đường biên giới từ gì ạ? Dài nhất tới ngắn nhất đối với ba quốc gia này Đáp án A là Trung Quốc, Campuchia, Lào B. Trung Quốc, Lào, Campuchia C. Lào, Campuchia, Trung Quốc Hay là D. Lào, Trung Quốc và Campuchia Câu này mình sẽ chọn đáp án D. Đúng không ạ? Chúng ta có đường biên giới với Lào dài nhất lên tới 2.100 km Sau đó là Trung Quốc 1.400 km Và cuối cùng là Campuchia 1.100 km Và hợp thành cái đường biên giới trên đất liền lên tới 4.600 km với ba quốc gia này và câu hỏi số 7 này cũng khép lại toàn bộ cái phần nội dung luyện tập cũng như là bài học đầu tiên của chúng ta, bài 1 vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Các em nhớ là về chúng ta sẽ ôn tập lại bài này thật là nhiều cũng như là làm những cái bài tập đi kèm. À, vì đây là những cái bài đầu tiên và tạo tiền đề rất là quan trọng. Nó sẽ uh, có ảnh hưởng và có liên quan tới những cái nội dung uh, sắp tới mà cô sẽ giới thiệu cho các em. Cho nên nhớ là chúng ta hãy uh, học tập cũng như là làm những cái bài tập ôn tập thật là kỹ đối với bài 1 này nhé và cuối cùng thì cô linh xin gửi lời chào cũng như là hẹn gặp lại tất cả các em học sinh thân mến trong những tiết học sắp tới của cô